Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn và tâu cùng người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nếu ngươi không tha cho đi, này ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. Sông sẽ sinh đông đúc ếch nhái, bò lên vào cung điện, phòng ngủ và trên giường ngươi, và nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bào, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ê-díp-tô. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. Các thuộc sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ê-díp-tô. Pha-ra-ôn bèn đòi Mô-xe và A-rôn mà phán rằng: Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta, thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va. Mô-xe bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ, đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. Vua đáp rằng: Đến ngày mai. Mô-xe rằng: Sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Vậy ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ cùng dân sự của bệ hạ, chỉ còn lại dưới sông mà thôi. Mô-xe và A-rôn bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn. Mô-xe kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pha-ra-ôn. Đức Giê-hô-va làm y theo lời Mô-xe, ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống, và cả xứ hôi thối lắm. Nhưng Pha-ra-ôn thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Mô-xe và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy giơ gậy anh ra, đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa muỗi khắp cả xứ Ê-díp-tô. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy giơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật. Hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ Ê-díp-tô. Các thuộc sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để hóa sanh muỗi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy muỗi bu người và súc vật. Các thuộc sĩ bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pha-ra-ôn cứng lòng, chẳng nghe Mô-xe và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Này, Pha-ra-ôn sẽ ngự ra mé sông, ngươi hãy dậy sớm đi ra mắt người mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi. Nhà của người Ai Cập đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy và khắp trên đất nữa. Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra là nơi dân ta ở, không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta, Giê-hô-va, có ở giữa xứ. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ này tất sẽ có. Đức Giê-hô-va bèn làm y như lời. Vậy trong cung điện Pha-ra-ôn, nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ Ê-díp-tô đều có ruồi mòng vô số, đất bị ruồi mòng hủy hoại. Pha-ra-ôn bèn đòi Mô-xe và A-rôn mà phán rằng: Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. Nhưng Mô-xe tâu rằng: Làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là một điều gớm ghê cho người Ê-díp-tô.
Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mắt người Ai Cập, họ há chẳng liệng đá chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng chừng 3 ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo. Pharaoh bèn phán rằng: Ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn, hãy cầu nguyện cho ta với. Mô-sê tâu rằng: Này, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ, cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho. Ngày mai, ruồi mòng sẽ lìa xa Pharaoh, quần thần và dân sự người. Nhưng xin Pharaoh chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Mô-sê bèn lui ra khỏi Pharaoh và cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Ngài làm y như lời Mô-sê. Ruồi mòng lìa xa Pharaoh, quần thần và dân sự người, không còn lại một con nào. Nhưng lần này Pharaoh lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi. Chương 9. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy đi ra mắt Pharaoh mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm lại nữa, này, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên, sẽ có dịch lệ rất lớn. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Israel cùng súc vật của người Ai Cập, sẽ chẳng có một con nào của dân Israel bị chết. Đức Giê-hô-va đề mà rằng: Đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ai Cập đều chết, nhưng của dân Israel chẳng chết một con nào. Pharaoh sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Israel chết hết. Nhưng Pharaoh rắn lòng, chẳng cho dân sự đi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng: Hãy hốt cho trong lò đầy tay các ngươi, rồi tại trước mặt Pharaoh, Mô-sê sẽ vãi tro đó lên trời. Tro sẽ hóa bụi khắp cả xứ Ai Cập và sinh nhiều ghẻ chốc, cương mũ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ai Cập. Vậy hai người hốt tro trong lò đứng trước mặt Pharaoh, rồi Mô-sê vãi tro lên trời thì sinh ra ghẻ chốc, cương mũ trên mình người ta và súc vật. Các thuật sĩ đứng trước mặt Mô-sê không được, vì cớ ghẻ chốc đã sinh trên mình các thuật sĩ như trên mình của hết thảy người Ai Cập. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, không nghe Mô-sê và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Mô-sê. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Ngươi hãy thức dậy sớm, ra mắt Pharaoh mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. Vì lần này ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Nếu bây giờ ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều đã bị diệt khỏi đất rồi. Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ. Nếu ngươi còn cản trở không để cho dân ta đi, thì mai tại giờ này ta sẽ làm một đám mưa đá lớn, đến đổi tại xứ Ai Cập từ khi khai sáng cho đến ngày nay chẳng có đám mưa nào giống như vậy. Thế thì bây giờ hãy sai đem lục súc và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào, cho khỏi hiểm nghèo. Mưa đá sẽ rớt xuống trên mọi người, và vật đang ở ngoài đồng không vào nhà thì sẽ chết hết. Những kẻ nào trong quần thần Pharaoh có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà. Còn kẻ nào chẳng chú ý về lời Đức Giê-hô-va thì để đầy tớ và súc vật mình ở ngoài đồng. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, làm mưa đá rớt xuống trên cả xứ Ai Cập, trên mình người, súc vật và khắp rau cỏ ngoài đồng. Mô-sê bèn giơ gậy mình lên trời. Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá sa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy Đức Giê-hô-va khiến mưa đá sa trên xứ Ai Cập. Vả có mưa đá sa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với, đến đổi từ khi xứ Ai Cập lập quốc đến giờ chẳng có giống như vậy.
Thế thì, trong cả xứ Ai Cập, mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau cỏ và làm gãy cây cối nữa. Chỉ đất Gô-sen là nơi dân Israel ở, chẳng có mưa đá mà thôi. Pha-rôn bèn truyền đòi Mô-sê và A-rôn mà phán rằng: Lần này trẫm đã phạm tội, Đức Giê-hô-va là công bình, trẫm cùng dân sự trẫm là kẻ phạm tội. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu. Mô-sê bèn đáp rằng: Vừa khi tôi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét sẽ lặng, mưa đá sẽ tan, hầu cho bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi biết rằng bệ hạ và quần thần chưa kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và trong lúc đó, lúa mạch trổ bông, cây gai có hoa, nên lúa mạch và gai bị đập nát, còn lúa mì và tiểu mạch trổ muộn nên không bị đập. Vậy Mô-sê lui khỏi Pha-ra-ôn, đi ra thành, giơ tay lên Đức Giê-hô-va. Sấm sét và mưa đá tạnh, mưa bèn ngớt hột trên mặt đất. Khi Pha-ra-ôn thấy mưa đá và sấm sét đã tạnh rồi, người và quần thần lại rắn lòng, cứ phạm tội nữa. Vậy Pha-ra-ôn cứng lòng, không tha dân Israel đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-sê mà phán. Thi Thiên 19. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó, Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Giường mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ong. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay? Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Thi Thiên thứ 20. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi. Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi, và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ thiêu ngươi. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều ngươi sở cầu. Rày, tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu sức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ trả lời người nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu. Nguyện vua nhậm lời chúng tôi, trong ngày chúng tôi kêu cầu. Chương 38.
Trong lúc đó Ê-xê-chia lâm bệnh hầu chết. Đấng tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt đến chầu vua và tâu rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy sắp đặt nhà ngươi vì ngươi hầu chết, không sống được nữa. Ê-xê-chia bèn xây mặt vào tường, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật, trọn lành đi trước mặt Chúa và đã làm điều lành trước mặt Ngài. Đoạn Ê-xê-chia khóc dầm dề. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai rằng: Hãy trở lại nói cùng Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ ngươi phán như vậy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi. Này, ta sẽ thêm cho ngươi 15 tuổi. Ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành này khỏi tay vua Assyri, và ta sẽ binh vực thành này. Này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, để nghiệm biết Đức Giê-hô-va sẽ làm hoàn thành lời mình đã phán. Trên bàn trắc ảnh A-cha, ta sẽ làm cho bóng mặt trời đang đi và đã đi quá lui lại 10 độ. Vậy thì trên bàn trắc ảnh, bóng mặt trời đã lui lại 10 độ mà nó đã đi quá rồi. Này là lời chép của Ê-xê-chia vua Giu-đa khi đã lâm bệnh và được lành bệnh. Tôi từng nói, vậy thì đang khi giữa trưa của đời tôi hầu vào cửa âm phủ, còn mấy năm thừa bị cất mất. Tôi từng nói, tôi sẽ chẳng thấy Đức Giê-hô-va nữa, là Đức Giê-hô-va ở trên đất người sống. Tôi chẳng còn thấy loài người ở cùng dân cư thế gian. Nhà của tôi bị triệt đi, dời xa khỏi tôi như cái trại của người chăn chiên. Tôi cuốn đời tôi như dệt cuốn vải nó. Chúa sẽ cắt tôi khỏi khung cưỡi. Từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi. Tôi làm thinh cho đến sáng mai, như Ngài đã xé cả xương tôi như sư tử vậy. Từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi. Tôi rầm rì như chim hạc, chim yến, gù như chim bọt câu. Mắt tôi nhìn trên cao nên nổi mỏi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đang cơn sầu khổ, xin Ngài bảo lãnh tôi. Tôi còn nói gì? Ngài đã phán cùng tôi thì Ngài cũng đã làm thành việc này. Trọn đời tôi sẽ ăn ở cách khiêm nhường, vì cớ trong lòng cay đắng. Hỡi Chúa, người ta được sống là nhờ đó, thần linh tôi được sống cũng nhờ đó. Xin Chúa chữa lành tôi, khiến tôi được sống. Này, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được. Những kẻ đã xuống mồ rồi, chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay. Kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng cứu tôi. Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Vả Ê-sai có nói rằng, hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên muột ung độc, vua sẽ được lành. Ê-xê-chia đáp rằng, có dấu nào cho ta biết rằng ta còn được lên nhà Đức Giê-hô-va nữa chăng? Chương 39. Trong lúc đó, vua Babylon là Merodach Baladan, con vua Baladan, sai đưa thư và lễ vật dân Ê-xê-chia vì nghe người đau và được lành. Ê-xê-chia vui mừng vì các sứ thần thì cho xem trong cung điện, nơi để những của quý như bạc, vàng, thuốc thơm, dầu báu cùng kho khí giới và mọi đồ trong phủ khố mình. Phàm vật chi trong cung và trong cả nước mình, chẳng có tí gì là Ê-xê-chia chẳng cho các sứ thần xem đến. Đấng tiên tri Ê-sai bèn đến chầu vua Ê-xê-chia và hỏi rằng, các người đó nói chi và từ đâu đến thăm vua? Ê-xê-chia đáp rằng, họ đến từ phương xa, tức là từ nước Babylon. Ê-sai tiếp rằng, họ đã xem gì trong cung vua? Ê-xê-chia đáp rằng, họ đã xem hết thảy mọi vật ở trong cung ta,
chẳng có vật gì trong phủ khố ta mà ta chẳng chỉ cho họ. Ê-sai bèn tâu cùng Ê-xê-chia rằng: Xin nghe lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Này, ngày đến là khi mọi vật trong cung ngươi, mọi vật mà tổ tiên ngươi đã chứa trong kho cho đến ngày nay, sẽ dời sang Babylon, chẳng còn tí nào hết. Đức Giê-hô-va phán vậy. Các con trai ngươi, con cháu ra từ ngươi, sinh bởi ngươi, cũng có kẻ sẽ bị bắt để làm quan hoạn trong cung vua Babylon. Ê-xê-chia đáp lại cùng Ê-sai rằng: Lời của Đức Giê-hô-va mà ông vừa thuật cho ta nghe đó là tốt lắm. Lại rằng: Vì trong ngày ta còn sống sẽ được bình yên và lẽ thật. Chương 40. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng: sự tranh chiến của nó đã trọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Có tiếng kẻ rằng: hãy kêu. Và có đáp rằng: tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến, Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang cho bú. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gan tay mà đo các tầng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, và dùng thăng bằng mà cân gò? Ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dỡ các cù lao lên như đồi vật nhỏ. Rừng Liban chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? Khi người thợ đúc tượng, thì thợ bạc lấy vàng mà bọc và đúc cho những cái dây chuyền bằng bạc. Kẻ nghèo không dâng nổi vật đó thì chọn gỗ không mục được, và tìm thợ khéo đặng chỗ một tượng không lay đổ. Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Người ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất? Ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng dương các tầng trời ra như cái màn và dương ra như trại để ở.
chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất. Hơi Đức Giê-hô-va thổi qua thì khô héo. Này, gió lốc đùa hết đi như rơm rác. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo những vật này? Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói? Hỡi Israel, sao ngươi nói như vậy? Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi. Ngươi không biết sao? Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.